Câu chuyện Gà trống voi màu đỏ đi du lịch. Gà trống voi rất là được ngưỡng mộ bởi chiếc mào màu đỏ xinh xắn và cái đuôi cong oai vệ của mình. Chú mong ước một lần được nhìn thấy biển và lên kế hoạch đi du lịch biển. Trống choài hớn hở đeo ba lô lên đường. Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển ở đâu cả. Vì thế, chú quyết định lên một chiếc ô tô màu đỏ. Đi ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn. Nhưng trống choài thấy xe đi sốc quá. Và thế là chú quyết định lên chiếc máy bay màu đỏ thử xem thế nào. Chiếc máy bay của trống choài được sơn màu đỏ rất đẹp và bay cũng rất êm. Thế nhưng khi bay lên cao, chú lại thấy sợ nên là chuyển xuống đi bằng tàu hỏa. Mỗi toa tàu được sơn một màu khác nhau. Trống choài ngồi trong toa tàu màu đỏ và tỏ ra rất thích thú vì được ngắm nhìn phong cảnh qua các ô cửa nhỏ. Đoàn tàu chạy mãi. Cuối cùng, biển mênh mông cũng hiện ra trước mắt của trống choai. Chú thích quá, nhảy ngay lên một chiếc thuyền để đi chu du trên biển. Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ, căn phòng trước gió chở trống choai ra giữa biển xanh bao la. Vậy là trống choai đã thỏa mong ước và chắc chắn chú sẽ không bao giờ quên được chuyến du lịch kỳ thú của mình.